Kính thưa tất cả quý vị khán giả xem đài thân mến, hôm nay cũng có một số những cái tin rất là sốc các bạn, cho nên Quốc Võ muốn chia sẻ những thông tin này. Đặc biệt rằng là trên tờ báo online, tức là Phụ Nữ đó, báo Phụ Nữ nè, ha, phụ nữ online.com đó, thì có một cái bài viết là như thế này: 11 kênh YouTube bị điều tra vì liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Đó. Đầu tiên mà nghe tới cái 11 kênh YouTube này thì ai cũng tự hỏi rằng là đánh dấu hỏi là những kênh YouTube này là những kênh YouTube nào. Quốc Võ cũng rất là tò mò, không biết là cái kênh YouTube của Bình nó có liên quan đến trong này hay không, nó có nằm trong danh sách 11 kênh này hay không. Tuy nhiên á, trước khi đọc tờ báo này á, thì Quốc Võ nhận thấy rằng là có cũng mấy chục cả trăm kênh YouTube á, liên quan đến bà Hằng đó, chứ không phải là ít đâu. Tính ra nếu mà nói là có bao nhiêu kênh YouTube làm việc về cái vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì thật sự là nó quá nhiều, nó tới là cả trăm kênh hơn á, chứ không phải ít đâu các bạn. Và nếu mà nói rằng là cái kênh nào, những kênh nào là những kênh ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, thì mình nghĩ rằng cái lượng mà ủng hộ nó sẽ nhiều hơn là cái lượng không ủng hộ. Cho nên mà nếu mà nói mà những kênh YouTube nào mà liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng thì nó quá nhiều, quá nhiều. Phải không? Tờ báo Phụ Nữ họ nói rằng là 11 kênh YouTube có liên quan, bị điều tra vì liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Thì các bạn biết rằng là còn thiếu sót rất là nhiều. Mà khi mà lướt qua một cái dòng này á, bây giờ để Quốc Võ bắt đầu đọc cho các bạn nghe là 11 kênh là 11 kênh gì ha. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra xác minh 11 kênh YouTube có dấu hiệu là đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 29 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra xác minh 11 kênh YouTube có dấu hiệu là đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 71, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. 11 kênh này gồm có: thứ nhất là Bánh Mì Đây, thứ hai Lang Thang Đường Phố, thứ ba Chuyện Đời Thường, thứ tư Trúc Ngân Vlog, thứ năm Lý Lắc Vlog, thứ sáu Check In Sài Gòn, thứ bảy là Tiếng Vlog, thứ tám là Tuấn Kiệt BC, thứ chín là Tí Chuột TV, thứ 10 là Trai Đồng Bằng và thứ 11 là Sơn Sàm TV. Trong đó, chủ kênh Lang Thang Đường Phố là bà Bùi Thanh Quỳnh Như đã đến công an làm việc. Đây là kênh YouTube nhiều lần phát sóng trực tiếp để ủng hộ bà Phương Hằng, bóc phốt nhiều nghệ sĩ. Thật sự thì trong cái tờ báo này họ nói rằng là chủ kênh Lang Thang Đường Phố là bà Bùi Thanh Quỳnh Như, thì cái chuyện này là không hoàn toàn không chính xác. Bởi vì chủ kênh Lang Thang Đường Phố không phải là Bùi Thanh Quỳnh Như. Chủ kênh Lang Thang Đường Phố là một cái anh chàng mà lúc trước đó hay mời Quỳnh Như lên để làm talk show chung thôi, chứ không phải là Bùi Thanh Quỳnh Như là chủ kênh Lang Thang Đường Phố. Và nói và 11 kênh YouTube mà đang bị điều tra vì liên quan đến bà Hằng, thì cái chuyện này là cái chuyện bị thiếu sót rất nhiều. Và hầu như những cái 11 kênh mà được nêu tên lên đây á, là những kênh ủng hộ Nguyễn Phương Hằng. Còn những kênh mà không ủng hộ thì tại sao không có nêu tên? Bởi vì những kênh không ủng hộ đó nó cũng là liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không ạ? Liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng thì nó gồm có hai thành phần. Một là gì? Ủng hộ. Hai là không ủng hộ, là chống đối, là cái như là bêu xấu, là bôi nhọ, rồi đưa ra những cái bằng chứng không xác thực về những cái vấn đề về từ thiện hoặc là quỹ hằng hữu hoặc là như thế nào đó. Vu khống bôi nhọ cái danh dự của công ty Đại Nam, vân vân. Thì đây là những cái thành phần mà chống đối bằng Phương Hằng thì cũng là liên quan đó, đúng không ạ? Cũng là liên quan. Tại sao họ không có đưa tên lên mà họ chỉ có đưa tên là 11 kênh, và 11 kênh này là 11 kênh gì? 11 kênh là ủng hộ Nguyễn Phương Hằng thôi. Thì họ lại đưa tên lên và họ nói rằng là có dấu hiệu đồng phạm đó. Nhưng mà thật sự còn thiếu rất là nhiều, còn thiếu nhiều lắm. Nói đến mà những cái kênh YouTube mà ủng hộ Nguyễn Phương Hằng thì còn quá nhiều. Mình nói tới là phải hơn 50 kênh đó các bạn, chứ không ít đâu.
mà trong đó có luôn cả kênh của Quốc Võ nữa. Chủ nhân những cái kênh này đó thì là đã nhiều lần tham gia livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng và xúc phạm nhiều cá nhân khác. Đó. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra vụ án. Theo đó, tất cả những người trực tiếp tiếp tay cung cấp tài liệu, đạo diễn kịch bản, truyền thông tham gia tại các buổi livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Hằng sẽ được cơ quan điều tra làm rõ động cơ, vai trò và mục đích để xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm qua ngày 28 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo gửi bà Đặng Thị Hằng Ni, sinh năm 77, ngụ quận 7 về việc sẽ nhập đơn tố cáo tố giác tội phạm của bà vào vụ án điều tra tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra vào năm 2021 và 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh do bị can là Nguyễn Phương Hằng thực hiện. Như vậy, đơn tố giác tội phạm của bà Hằng Ni đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân và đe dọa giết người sẽ được điều tra chung với tội án, với vụ án mà công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra về bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Miễu Anh, tức là ca sĩ Viu Anh, đối với nội dung tố cáo bà Phương Hằng nhiều lần sử dụng mạng xã hội Facebook, YouTube, tổ chức livestream phát trực tiếp, thực hiện hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết tố giác tội phạm nêu trên. Ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đó là cái bài viết của tờ báo Phụ Nữ họ mới vừa đăng lên là buổi sáng ngày hôm nay. Thì đó, thưa các bạn, ở trong đây thì họ chỉ nói một chiều thôi, tức là cái người mà những kênh liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì thật sự là nếu mà nó liên quan thì phải có cả hai phía, phía bình dịch và phía chống đối. Thì người ta nói rằng là không có lửa thì sao không có khói, đúng không ạ? Nói chung á, là cái lý do tại sao bà Nguyễn Phương Hằng đã lên để chửi bới, để nhục mạ, có những cái lời lẽ mà coi như là nó hơi bị coi như là phản cảm đối với những cái người mà họ chưa có hiểu rõ tường tận về câu chuyện này đó, thì mới nghe qua thì họ cảm thấy rất là phản cảm khi mà có những cái lời lẽ thô tục ở trên mạng xã hội. Tuy nhiên thì người ta nói rằng là không có lửa không có khói, đúng không ạ? Phải có những cái gì đó, mà những cái gì đó nó nằm ở bên trong, nó nằm ở sâu, nó nằm ở cái mặt dưới của tấm thảm mà chúng ta chỉ nhìn trên mặt trên, ha? Nó chỉ nằm khi chúng ta nhìn thấy cái bề nổi của tấm băng ấy, thì chúng ta thấy là nó không có gì, nhưng mà cái bề chìm thì nó sẽ khác. Giống như ở phía dưới của tấm thảm thì lúc nào cũng dơ giấy, cũng bụi bặm không à. Nhưng mà khi mà chúng ta hút bụi thì chúng ta hút bụi phần trên, sạch sẽ bằng trên, nhưng mà cái bề phần dưới thì chúng ta không hề biết. Vì vậy cho nên là đó là lý do tại sao mà cái quỹ ảnh hưởng bị chống phá, cái công ty của bà đã gây ra thất thoát rất là nhiều khi mà có những cái thành phần họ vào họ chống phá, họ bôi nhọ, họ vu khống, họ bịa đặt, họ làm đủ mọi cách để cho cái như là dẹp đi cái công ty Đại Nam, hoặc là dẹp đi những cái vấn đề về thiện nguyện mà ông bà Dũng Hằng đã làm từ rất là nhiều năm về trước, giống như quỹ hàng hữu. Thì nói chung là đó là lý do tại sao bà Nguyễn Phương Hằng quá quá là bức xúc. Và những cái kênh YouTube này nè, 11 kênh này, 11 kênh trong rất là nhiều kênh ở trên mạng xã hội cũng đã lên tiếng để nói về vấn đề này, bởi vì họ cũng bức xúc giống như bà Hằng. Bà cũng bị, như là những cái người này họ cũng bị những cái thành phần khác họ vào họ chửi bới, họ nhục mạ. Thấy không? Thậm chí các bạn cũng đã từng thấy rằng là Quốc Võ cũng đã từng bị những kênh YouTube khác họ nhục mạ, họ vu khống, họ bị đặt. Và họ nói những cái lời coi như là không hay, ảnh hưởng đến cái uy tín, ảnh hưởng đến cái bộ mặt, ha, những cái vấn đề về cá nhân của riêng bản thân mình. Nhưng mà Quốc Võ là khác, Quốc Võ không có thích mà lên trên mạng để chửi bới nhau. Tại vì nếu mà mình mà người ta chửi mình mà mình chửi lại thì mình cũng suy cho cùng thì mình cũng giống người ta thôi, không hơn gì cả. Cho nên Quốc Võ coi như là lựa chọn cái như là quẩn mặt làm ngơ, giống như là mình chẳng có biết đến cái vấn đề đó, ha. Trên đường ta cứ đi, chó sủa là mặt chó, nhưng mà đường ta đi thẳng là ta cứ đi thẳng, nhắm phía trước mà đi. Mình nghĩ rằng
cái đích đến của mình là đích đến là nó vinh quang, hoặc là con đường mình đi là con đường là chánh đạo, thì mình cứ tiếp tục mà mình đi thôi. Thì ở đây là mỗi người đều có một cái quan điểm khác nhau. Quốc Võ không cổ xí cho cái vấn đề về lên mạng để chửi bới nhau ha, mình có cách làm khác đó. Tuy nhiên thì nhắc đi nhắc lại một điều rằng là có quá nhiều những cái điều mà tiêu cực xảy ra trong cuộc sống làm cho Bằng Nguyễn Phương Hằng hoặc là những cái tên YouTube này họ bức xúc, họ phải nói ra và họ phải chống đối lại đó. Thì hôm nay báo chí cũng đã đăng lên là những cái kênh YouTube này là một trong những cái là 11 kênh này đó là đã có cái nói chung là có dấu hiệu là đồng phạm của Bằng Nguyễn Phương Hằng, thì họ đã nêu tên ra đó. Thì thật sự họ nêu lên tên còn thiếu nhiều lắm, nếu như mà tính ở Việt Nam thì còn thiếu rất là nhiều đó. Thì đây là một trong những cái tin mà nóng nhất trong ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay với mới vừa báo vừa đăng lên Quốc Võ chia sẻ liền rồi. Cái tin thứ hai, cái tin thứ hai mà Quốc Võ muốn chia sẻ là cái tin của anh chàng Khoa Bắc, thì Quốc Võ cũng mới vừa coi, mới có đăng lên khoảng được chừng 6-7 tiếng nay thôi, nhưng mà cái lượng view là nó tên tới cũng gần cả triệu rồi các bạn. Nói chung là kênh đây là một những kênh rất lớn, và cái lượng người mà theo dõi Khoa Bắc là rất đông. Thì từ ban đầu anh chàng này là một người rất là dễ mến, nói chung là mình xem, mình cũng nhiều năm về trước đó, Quốc Võ xem Khoa Bắc này đã review những cái cảnh đẹp rồi đi chỗ này chỗ nọ, rồi chịu chơi chịu chi những khoản tiền lớn để mà làm YouTube. Thì cũng được nhiều người quan tâm lắm. Thì đây là một trong những là một cái người làm YouTuber mà bạn ấy là thành công nhất tại Việt Nam đó. Thì anh ta lên tuyên bố rằng là sẽ không làm YouTube nữa. Không biết đây có phải là thật hay không, hay là cái điều gì đó mình không biết. Thì đây cũng là một trong những tin mà khá là bất ngờ, khi mà một kênh YouTube mà gần 5 triệu sub mà tự động không làm nữa, thì cũng gây ra những cái sự tiếc nuối để cho cái người mà tham gia theo dõi Khoa Bắc trong suốt một thời gian vừa qua đó các bạn. Một cái tin tiếp theo là về anh chàng Sơn Tùng MTP. Thì có một cái tin rất là nóng bỏng luôn. Trong một clip mới nhất, một cái MV, phải nói là MV music video đó mới nhất của Sơn Tùng, là một cái bài hát gọi là There's No One At All, thì bị vi phạm về chính sách cộng đồng là bên phía của Việt Nam, Bộ Văn hóa Thông tin nói rằng là nó phản cảm bởi vì nó đưa ra những cái điều mà nó rất là tiêu cực trong cuộc sống. Khi mà xem clip này thì họ nói rằng là giới trẻ sẽ bị tiêm nhiễm vào những cái điều tiêu cực mà không thể nào giải thoát được, rồi nghĩ quẩn ra, rồi là nhảy lầu tự tử hoặc là như thế nào đó. Sơn Tùng MTP cũng đã lên tiếng rồi, và hiện tại bây giờ thì tại Việt Nam sẽ không còn xem được nữa. Nhưng mà riêng với Quốc Võ đó, thì những cái người mà đang sống từ nước ngoài đó thì vẫn xem được các bạn, vẫn xem được nha. Hiện tại bây giờ đó thì để cho Quốc Võ coi nè. Sơn Tùng MTP nè. Đó. Hiện tại bây giờ đó các bạn, mới cái clip mới nhất là mới có post lên được một ngày thôi, mà hiện tại bây giờ có tới 9.2 triệu view rồi. Không. Đây. Chín triệu hai view rồi các bạn, trong vòng một ngày thôi. Đây là cái clip này nè. Hiện tại bây giờ thì Quốc Võ vẫn xem được bình thường. Vẫn xem được. Tức là chỉ có không xem được tại Việt Nam thôi. Ở Việt Nam thì không có xem được thôi. Nhưng mà bên Mỹ thì chúng ta vẫn là xem được bình thường ha, vẫn xem được bình thường. Đó. Clip mới nhất. Thì cái clip này đó ở bên Việt Nam thì họ không cho phép
để tiếp tục trình chiếu, bởi vì mang lại những vấn đề tiêu cực trong cuộc sống. Những cái nhà mà về bình luận về văn hóa đó, làm ở tại Bộ Văn hóa Thông tin Truyền thông hoặc là như thế nào đó ở Việt Nam đó, thì họ nói rằng là cái clip mà There's No One At All thì không có không được trình chiếu nữa. Thì Sơn Tùng có viết một cái bài viết ở trên Facebook cá nhân, thì nói rằng là anh ta biết là cái mình như thế nào, anh ta biết là cái ảnh hưởng của và cá nhân của Sơn Tùng đối với thế hệ trẻ như thế nào, cho nên là anh ta làm việc rất là tỉ mỉ, rất là chỉnh chu trong cái quá trình mà hình thành cái VO cái MV này. Mất rất là nhiều thời gian, công sức, tiền bạc bỏ ra trong vấn đề này. Và cái thông điệp mà anh ta mang lại đó là thật sự đây là không phải là một điều rất là tích cực, không phải một điều tiêu cực ảnh hưởng đến giới trẻ, mà anh ta mong muốn rằng là đem lại một cái nhìn nó khách quan hơn. Đó, khi mà một cái người mà họ, một đứa con, một đứa trẻ mồ côi sinh ra không cha không mẹ đó, không có ai dựa dẫm, không có sự nương tựa, hoặc là sau khi mà lớn lên á thì xã hội có vẻ như là xa lánh, không có một cái sự động viên, khích lệ tinh thần hoặc là giúp đỡ nào cả, làm cho cái như là đứa trẻ này nó giống như là bị đẩy ra khỏi ngoài rìa của một cái cộng đồng lớn, không có sự quan tâm. Vì vậy cho nên là cuối cùng thì đứa trẻ này không có được sự chấp nhận vào trong một cái cộng đồng lớn, ha, cho nên là nghỉ quẩn rồi cuối cùng là tự tử, nhảy lầu. Thì thật sự mình nếu mà với một cái tầm nhìn của một cái người mà bình thường, họ xem một cái clip này với một cái kiểu giống như là mình xem để gì, để cho vui thôi, không, để cứ như là xem có xem rồi giải trí sau một giờ làm việc mệt nhọc, rồi xem có xem cho vui vậy thôi, hoặc là để nghe nhạc thôi, thì họ có thể nghĩ như vậy. Họ có thể nghĩ là đây là một cái clip thật sự là nó không có mang lại một cái yếu tố về tích cực nào cả, ha. Nhưng mà nếu như mà chúng ta suy nghĩ đa chiều, suy nghĩ theo kiểu đa chiều, tức là mặt trái cũng có, mặt phải cũng có, suy nghĩ về những cái điều tích cực, hoặc là suy nghĩ về điều tiêu cực, hoặc là đã đánh giá theo một cách rất là khách quan của một cái người về làm về nghệ thuật và am hiểu về những triết lý cuộc sống, hoặc là truyền thống văn hóa, hoặc là đi ra nước ngoài nhiều để chúng ta cập nhật được những nét đặc trưng, những cái bản sắc dân tộc, hoặc là những cái truyền thống của dân tộc của những cái nước khác trên thế giới, đặc biệt là những phương Tây, nước Mỹ đó, thì chúng ta có cái nhìn khác. Tại vì Quốc Võ đang sống tại Mỹ thì nói chung là đối với những cái video như thế này đó, Quốc Võ để coi đi coi lại cái sân Sơn Tùng còn được khoảng chừng 4-5 lần rồi. Thì những cái video mà cái dạng kiểu này thì Mỹ làm nhiều lắm bạn, Mỹ làm rất là nhiều, quá nhiều luôn á. Và cái video này cũng chả có một cái gì gọi là mang lại cái điều tiêu cực cả. Tại vì nếu mà chúng ta đánh giá theo cách khách quan thì đây chỉ là một cái video bình thường, và giống như là một cái phim truyện ngắn mà nó chỉ diễn tả bằng một cái lời nhạc. Và thật sự mà nếu như các bạn mà không phải là cái người mà giỏi tiếng Anh, hoặc là các bạn không có xem được cái lời bài hát đó, thì các bạn nghe cũng chả hiểu cái video này nó hát nói cái gì. Tại vì Sơn Tùng hát tiếng Anh mà đưa vào cái effect, tức là cái auto-tune ở trong cái cách mà coi như là điều chỉnh cái vocal á, không? Mà sử dụng quá nhiều cái effect ở trong đó, nó giống như là xài auto-tune nhiều quá, thì cái giọng mình nó nghe không có rõ nữa, không có rõ cái phát âm là đọc là chữ gì. Coi như là thậm chí luôn cái title luôn, ví dụ như cái chữ là There's No One At All đó, mà mình nghe cũng không hiểu là cái từ đó. Nếu như chúng ta không có đọc cái title trước đó, thì chúng ta không có biết được là cái câu đó là cái câu gọi là There's No One At All. Khổ vậy đó. Còn ở trong bài thì cũng chẳng nghe được cái gì. Nói chung là như là ráng nghe lắm á, thì cũng nghe được một vài chữ thôi. Cho nên là vấn đề về cái ca từ á, thì rất là khó hiểu. Riêng nói về cái cách mà
Ở Phi Săn Tùng, một cái điều mà đáng khen á là anh ấy muốn mà coi như là sáng tạo ha, và đây coi như là đưa cả cái âm nhạc của Việt Nam mình ra cái vài nước ngoài, đặc biệt là những nước phương Tây ha, đặc biệt là Mỹ, theo cái kiểu phong phong cách Mỹ, để cho thu hút được nhiều khán giả hơn đó, đưa cái âm nhạc của mình nó đẩy ra ngoài, đẩy mạnh ra ngoài để cho nước ngoài họ xem. Đó là cái vấn đề mà cái goal, tức là cái mục tiêu của Sơn Tùng khi mà làm cái MV này, là mục đích là không chỉ cho người Việt Nam coi mà phải đẩy mạnh cái video này ra nước ngoài, đặc biệt là qua tới Mỹ, làm sao để cho dân Mỹ hoặc là những dân nước phương Tây, những nước phát triển đó, họ xem. Đó là cái goal, và mình biết chắc chắn là cái anh chàng này là anh muốn như thế đó, anh muốn đẩy mạnh ra nước ngoài. Cho nên là cái cách mà hòa âm phối khí, cái cách mà quay, cái cách mà dàn dựng, hoặc là về cái nội dung, hoặc là cái cách mà cắt ghép những cái hình ảnh từ scene này qua scene kia y chang như cái kiểu Mỹ luôn, không khác chút nào cả đó. Còn cái vấn đề về thông điệp, giống như nói rằng là trong cái thời buổi nhạy cảm này, có một số những học sinh, đặc biệt là vừa rồi đó, có một học sinh nam là học lớp 11 đó, đã nhảy xuống từ cái ban công của tầng thứ hai mấy đó xuống với lầu để tự tử, bởi vì coi như là áp lực cuộc sống, rồi cha mẹ cha cha chửi, mắng chửi này nọ không, những người phụ huynh họ họ áp họ họ coi như là muốn là con mình là phải như thế này, phải như thế nọ, phải học giỏi, phải hơn họ, hơn con của người khác, vân vân. Rồi cái áp đặt như là quá nhiều áp lực lên trên cái cậu sinh này. Rồi khi mà cậu sinh này không đủ khả năng để hoàn thành được những cái mục tiêu mà cha mẹ đưa ra, thì là chửi mắng, đánh đập con, chửi mắng con, làm cho con nó bị stress trầm trọng, và nó sẽ có những cái biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, đến nỗi nó phải nhảy lầu, nó tự tử. Thì đây là một trong những cái vấn đề mình và xã hội đáng lên chú ý, đặc biệt là những bậc cha mẹ. Chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho con cái được, và chúng ta phải tự hỏi bản thân chúng ta là chúng ta đã không đã quan tâm đủ đến cái tinh thần, quan tâm đủ đến cái cảm xúc của những đứa con của mình hay là chưa. Chứ đừng có bao giờ mà áp đặt con mình, tại vì mỗi đứa trẻ nó có sự thông minh khác nhau. Không thể chúng ta nghĩ rằng là con của chúng ta thông minh hơn con của người hàng xóm được, chưa chắc. Mỗi cái đứa trẻ như vậy nó có một cái độ nhanh nhạy, một cái tiếp thu ha, một cái sự thông minh nó khác nhau đó. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có quá áp đặt con vào những cái gì điều mà nó chúng ta không thể nào mà chúng ta với nó được, bọn chúng nó không với ta được, để rồi nó quá bị áp lực, nó bị stress, rồi nó lại nghĩ tới những cái điều không hay. Thì cái chuyện đó là cái chuyện trách nhiệm đầu tiên phải thuộc vào cha mẹ rồi tới nhà trường, rồi mới tới con cái đó. Thì bây giờ thông qua cái MV của Sơn Tùng, nếu chúng ta nhìn nhận một cách khách quan đó, chúng ta nhìn ngược lại là Sơn Tùng nói cái câu là cái ý đồ của cái bài hát này để cho những cái bậc làm cha làm mẹ họ suy nghĩ lại ha. Còn những cái thành phần bây giờ đó, các bạn biết rằng là bao nhiêu những cái tệ nạn xã hội, những cái thước phim mà nó quay là những cái cảnh mà những đứa trẻ nó đã nhảy lầu tự tử, những cái phim mà cảnh quay lại cảnh những bạo hành, bạo lực học đường, tụi nó đánh nhau ở ngoài đường, rồi nó đánh ghen nhau, rồi xé quần xé áo này nọ, đâm chém nhau ở trong quán nhậu, ở trong nhà hàng karaoke, rồi ở ngoài đường phố, vân vân. Rất là nhiều những cảnh mà chết chóc đó, nó nằm ở trên mạng xã hội. Thì cái video của Sơn Tùng này nó không có là cái gì, nó không có là cái nghĩa lý gì đối với những cái thước phim đó, bởi vì những thước phim đó là những thước phim thật, quay cả thật 100%. Còn Sơn Tùng những MV này chỉ là quay cái cảnh là nó gọi là cảnh 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 phim thôi, không. Và những cái cảnh này nó nói lên được cái thực trạng xã hội hiện tại bây giờ, là khi một đứa trẻ mà được sinh ra mà không có được quan tâm đầy đủ của gia đình, của nhà trường, của xã hội, thì nó sẽ có những cái vấn đề mà nó rất là tiêu cực sẽ xảy ra. Vì vậy đây cũng là một cái điều cảnh tỉnh. Nếu chúng ta nhìn nhận một cách khách quan thì cho chúng ta cảm thấy rằng là cái MV này không hẳn hoàn toàn là xấu các bạn, không hẳn hoàn toàn là xấu.
Đây cũng là một cái cách giáo dục rất 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 là hay, nhưng mà cái người mà đạo diễn cái MV này ha, hoặc là những cái người mà quay phim, hoặc là những cái kịch bản mà họ đã dàn dựng lên để thành một cái team, mà để mà làm lên cái MV này cũng khá giỏi á, không phải là đơn giản đâu. Cho nên á, đó là lý do mà tại sao tại thị trường nước ngoài vẫn còn xem được, mà chỉ cái Việt Nam là không xem được thôi đó. Tại vì khi YouTube nó duyệt á, khi YouTube mà tổng công ty tại Mỹ họ duyệt á, thì họ thấy cái MV này hoàn toàn nó không có mang một cái gì mà đến nỗi mà để vi phạm đến cộng đồng cả, phải không ạ? Chứ nếu cái MV này mà nó ảnh hưởng đến cộng đồng, nó vi phạm cộng đồng, thì đã bị gỡ lên luôn rồi các bạn, đã bị gỡ toàn thế giới rồi, chứ không phải là chỉ có là hạn chế ở Việt Nam không, mà các nước khác đều coi được như thế này, phải không? Vì vậy là cái như chúng ta nói rằng là chúng ta thấy rõ ràng là trong cái câu chuyện nào á, chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan, bề trái bề phải, chuyện đúng chuyện sai như thế nào, chứ không thể nào chúng ta áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác để bắt người khác phải làm theo cái suy nghĩ của mình, thì cái chuyện đó là cái chuyện cũng không có hoàn toàn là hợp lý đó. Một số những cái thông tin vừa qua trong ngày hôm nay thì Quốc Phòng chia sẻ cho các bạn đó, còn rất là nhiều những cái thông tin khác nữa, nhưng mà thôi để từ từ rồi Quốc Võ sẽ tiếp tục cập nhật. Bây giờ Quốc Võ xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật tốt lành nha. Xin mời quý vị hãy theo dõi một số những cái quảng cáo về sản phẩm của Quốc Võ tiếp sau đây. Ok, xin mời. Bốn cái sản phẩm mà đặc biệt nhất mà Quốc Võ đã sử dụng qua và cảm thấy rất là tốt, cho nên mình muốn chia sẻ rộng rãi đến mọi người gần xa, đặc biệt là những người mà quan tâm với vấn đề sức khỏe của mình đó. Thì đây là bốn sản phẩm mà Quốc Võ đã ưng ý nhất trong rất là nhiều, tức là hàng chục, hàng trăm những sản phẩm khác, và được bày bán rộng rãi trên thị trường tại khắp thế giới đó. Đặc biệt là sản phẩm của Hàn Quốc thì là tuyệt vời về sức khỏe, cho nên Quốc Võ đã xài qua và đúc kết lại còn chỉ có bốn sản phẩm này thôi. Thì Quốc Võ muốn chia sẻ cho mọi người, những người nào, quý vị nào mà muốn mua những sản phẩm này thì liên lạc với Quốc Võ. Đầu tiên thì đây là trên cao nhất nè, là cái hộp trà, nó gọi là trà Ashitaba. Ashitaba này là một cái loại lá cây của Nhật Bản ở một cái vùng biển là gọi là biển đen đó, tức là cái phù sa những cái nước biển này đó, nó màu đen. Và những người dân mà sống ở vùng này đó, họ sống rất là dai, và cái tuổi thọ trung bình của họ là 90 tuổi. Bởi vì họ sử dụng cái lá cây Ashitaba này để họ đun sôi, họ làm nước, họ uống mỗi ngày. Đó, cho nên sức khỏe rất là tốt. Vì vậy về những cái công ty này nè, họ mới lấy cái lá cây này, họ về họ phơi khô, rồi họ xay nhuyễn ra và làm thành một cái loại trà để họ bán trên khắp thị trường. Thì đây là cái loại trà Ashitaba, một hộp như vậy gồm có 40 gói, 40 gói bên trong. Thì một ngày như vậy chúng ta uống chừng 2 gói, ha, sáng gói, chiều gói. Thì mỗi gói như vậy chúng ta pha bằng nước sôi khoảng chừng 1 lít nước cho mỗi gói. Thì chúng ta uống là 2 lít trong một ngày, là coi như là thay nước luôn các bạn. Một hộp trà như vậy nè, Quốc Võ bán chỉ có $45 thôi cho một trà này thôi ha. Cho nên là nó rất là tốt cho sức khỏe, và uống vô để thứ nhất là để chúng ta là giảm mỡ trong máu nè, cái đó là quan trọng nhất nè. Thứ hai là tăng cường sức khỏe. Thứ ba là tránh cái tiểu ban đêm. Đó, nói chung là nó trị những chứng bệnh đột quỵ rất là hay luôn. Và đây là một những trong hộp trà mà coi như là nổi tiếng của Nhật Bản đã bán ra trên thị trường hiện nay. Quốc Võ chỉ có bán chỉ có $45 cho một hộp như thế này. Một hộp này có 40 gói bên trong, và mỗi ngày chúng ta uống 2 gói ha. Nó giống như là trà Lipton vậy đó các bạn, nó cũng có cái túi giống như chai như vậy đó, bỏ vô nước sôi thôi, là chút xíu nữa nước nó nguội rồi mình uống. Rất là thơm, rất là ngon, và không có bị mất ngủ nha. Tại vì cái này nó không phải là trà ô long, không phải là những trà loại trà khác mà thuần túy là nó có chất caffeine mất ngủ. Đây là cái trà uống vô ngủ ngon, và uống vô để làm giảm mỡ trong máu và tăng cường sức đề kháng, và đặc biệt rằng là tránh những cái chứng bệnh về đột quỵ, bệnh tim mạch vân vân. Đây là rất tốt ha. Sản phẩm đầu tiên. Rồi. Cái sản phẩm thứ hai đó là gồm có nước lựu collagen.
Nước lũ collagen này thì các bạn biết rằng là đây là một trong những cái nước loại nước lũ đặc biệt collagen của Hàn Quốc mà họ sản xuất cho công ty của họ, họ sản xuất cho dân họ xài. Ha, đây là hàng nội địa. Mà chúng ta nghe nói tới hàng nội địa là hàng rất là chất lượng. Hàng nội địa lúc nào cũng chất lượng hơn hàng xuất khẩu hết á, bởi vì họ sản xuất cho dân họ xài mà, cho nên là rất là chất lượng, mà toàn là tiếng Hàn cho đây không à. Chúng ta thấy nhìn vào toàn tiếng Hàn Quốc không à. Thì một cái hộp lũ như vậy nè, là trong đây nó có là 30 gói tất cả. Mỗi gói như vậy đó chúng ta uống thôi một ngày 2 gói. Thì cái nước lũ này nó rất là ngon và nó có vị chua chua ngọt ngọt, dễ uống lắm. Chúng ta chỉ cần xé cái gói ra chứ là chúng ta để miệng là chúng ta uống luôn. Thì một hộp như vậy là nó có chứa 30 gói trong đây á, là Quốc Võ đang bán với giá thị trường là $60 cho một hộp. Mà nếu như quý vị mua 5 hộp thì quý vị sẽ được tặng free là một hộp. Đó. Tuyệt vời không? Ừ, đây. Thì quý vị mua 5 hộp, quý vị sẽ được tặng free một hộp. Đó. Ha. Rồi, đây là hộp lũ. Cái thứ ba là cái gì đây? Cái thứ ba là collagen. Collagen. Ha, collagen này rất là tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời. Đó. Thì coi như là cái loại collagen này á, là trong đây nó có là 40 gói tất cả. Nó bằng bột collagen nhân bột. Thì cái loại bột này nó rất là thơm ngon. Chúng ta chỉ cần xé túi ra chúng ta bỏ vào miệng là chúng ta uống luôn, là cái bột đó nó tan trong miệng chúng ta luôn. Rất là ngon luôn, thơm luôn. Collagen này có tác dụng là cái gì? Là để coi như là mình làm cho cái da mình nó láng, nó đẹp nè. Tẩy đi những tế bào chết nè. Làm cho sáng da, làm cho trẻ lâu nè. Không, chúng ta cứ uống collagen này chúng ta cảm thấy rất là trẻ, khỏe. Nó đầy đủ chất dinh dưỡng nha, để làm cho chúng ta khỏe mạnh. Đó, da chúng ta sáng đẹp lên và chúng ta trẻ lâu là collagen ha. Rồi, và một cái loại cuối cùng á, là cái loại gì? Cái loại cuối cùng là cái loại sâm Hàn Quốc, nó gọi là sâm hoàng đế đó. Sâm hoàng đế. Sâm hoàng đế của Hàn Quốc. Hồi xưa là những hộp sâm như vậy là gì? Trị giá là 100-200 đô la, nhưng mà bây giờ chỉ còn $95 thôi các bạn. $95 cho một hộp này thôi. Trong đây nó có 20 cái ống nhỏ. Mỗi ngày chúng ta sử dụng là chúng ta uống một ống thôi các bạn. Uống một ống thôi, duy nhất thôi. Là chúng ta là coi như là khỏe. Mà chúng ta nên uống trước 2 chiều. Chúng ta uống buổi trưa là ok. Đừng uống buổi tối nha. Uống buổi tối nó sẽ làm cho chúng ta mất ngủ. Bởi vì chúng ta quá khỏe đi. Mà năng lượng dồi dào quá thì chúng ta không ngủ được. Vì vậy cho nên là chúng ta thường thường uống buổi trưa để cho chúng ta khỏe mạnh lên và làm việc trong ngày. Thì rất là tuyệt vời. Thì cái hộp này nó gồm có là 20 ống tất cả, là chúng ta uống mỗi ngày một ống thôi và buổi trưa thôi là đủ coi như là năng lực, năng lượng để mà chúng ta làm việc rồi. Đó, rất là tốt. Thì Quốc Võ chỉ có bán 4 sản phẩm đó thôi, rất là tốt luôn các bạn. Sản phẩm rất là đặc biệt. Và hiện tại bây giờ đó Quốc Võ có một cái loại rất là đặc biệt nữa mà để tặng cho mọi người. Nếu như quý vị mua sản phẩm mà trên $300 thì Quốc Võ sẽ tặng cho một cái loại này, một cái này. Đấy, dễ thương chưa? Cái dầu này á, tuyệt vời luôn các bạn. Cái dầu này nó có giá trị rất là lớn. Một cái hộp dầu này nè các bạn nè. Cái hộp dầu này nó gọi là dầu Thai Bad. Cái dầu này mới ra thị trường, chưa có bán trên thị trường luôn các bạn. Cái loại dầu này là của nhà sách Tự Lực. Họ đặt. Rất là đặc biệt. Và cái loại dầu này đó, các bạn biết rằng là nó có thơm cái mùi quế. Cái mùi quế nha. Mình mở đắp ra mình hửi, nó có thơm cái mùi quế. Và nếu mà các bà, các cô, các anh, các chị nào mà bị đau khớp, bị đau nhức, nhức mỏi, hoặc là bị cảm cúm, hoặc là bị nhức mỏi, hoặc là bị nhức trong xương đó, chúng ta thay cái dầu lên, chúng ta đánh nhẹ. Nó không có quá nóng, nhưng mà nó làm cho chúng ta giảm đau rất là nhanh, nhanh chóng và hiệu quả. À, cái loại dầu này á, thứ nhất là nó làm, cái loại chai này nó đặc biệt có hay cái chỗ, cái có một cái bánh xe nó nằm ở trên đầu nè, một cái bánh xe này nè. Thì coi như á, là chúng ta không có sợ bị đổ ra ngoài. Nếu giả sử như chúng ta quên để nắp đi, chúng ta quên để nắp mà chúng ta bỏ trong giỏ, thì đôi khi nếu chúng ta xài những cái loại dầu khác đó, thì nó sẽ bị đổ ra ngoài, nó dơ, nó dính cái giỏ mình, là bị hư cái giỏ mình. Tuy nhiên cái loại dầu này đó, đặc biệt cái là ở trên đây họ làm một cái bánh xe trên đây nè, làm cho dầu nó không có đổ ra ngoài, rất là hay. Đó, hay lắm. Cái mùi quế dễ chịu, dễ sợ luôn.
Và nó hay có một cái là nó giống như là dầu nóng đó. Giống như là chúng ta đánh vào những chỗ mà bị đau khớp, chúng ta ngồi đứng lên ngồi xuống chúng ta bị đau khớp, chúng ta bị đau bả vai, chúng ta bị sưng, chơi chúng ta làm việc quá nhiều hoặc là cảm cúm sổ mũi gì đó, là chúng ta xài cái loại dầu này là tuyệt vời luôn. Trên thị trường bán hiện tại bây giờ nhà sách tự lực đang bán 12 đồng một chai, thì Quốc Võ tặng cho các bạn miễn phí luôn. Nếu như quý vị mua trên 300 đồng tiền sản phẩm thì quý vị được tặng cho dầu này miễn phí nha, hiếm lắm nha. Ồ, dễ thương không? Đó, design rất là đẹp luôn, hay không nè? Đó, cái hộp nè quá đẹp luôn, chữ là chữ nổi luôn đó, cái chữ Thai này là chữ nổi luôn nha, rất đẹp luôn nha. Dầu là cái bằng cái hương vị nó là quế thơm lắm, rất là thơm luôn đó. Thì quý vị nào mua trên 300 đồng sản phẩm thì quý vị sẽ được tặng cho một cái chai dầu này miễn phí. Tất cả mọi cái hàng hóa thì quý vị phải làm vui lòng là trả tiền shipping nha, bởi vì bây giờ shipping Quốc Võ không có bao shipping. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã giảm giá sản phẩm tuyệt đối và mình đã khuyến mãi rất là nhiều mặt hàng, vì vậy cho nên là quý vị vui lòng trả tiền shipping Quốc Võ ha. Tiền shipping thì sẽ được tính theo cái giá trị của cái khối lượng của cái lượng hàng mà quý vị order đó, thì quý vị vui lòng trả tiền shipping cho Quốc Võ là xong.